Xin chào các bạn. Về cặp phục DD dành cho anh em lên xe cọp. Chưa bóp siêu vừa mới về luôn. Bóp siêu một cái. Rút thì rút bỏ bối. Trời, trời. Như cái câu các bạn, trời ơi. Cái điện thoại nó chạy đi đâu rồi trời. Nó bị điên nó chạy đi đâu rồi trời. Đợi xíu coi chỉnh cái điện thoại cho coi. Cái điện thoại này nó bị điên. Bạn yếu mình, bạn nói bạn ghét mình. Là bạn ghét mình rồi. Thế luôn cặp tay. Cái gì vậy trời? Hàng Zin Gia băng xe bật Zin Zin Gia băng xe bật nha các bạn. Dành cho anh em gắn xe DD nha. Chứ cái này ngoài xe DD là không gắn được xe các bạn. À cấp nữ hoàng. Cấp nữ hoàng. Nữ hoàng hoặc là DD các bạn. Tuyệt vời không trời. Không phải em mà đâu phải em. Tại vì em ngày xưa chỉ yêu mình em. Rất là đẹp nha. Ngày anh em mà gắn custom. Tháo cái vỏ này ra, bỏ cái vỏ custom vô. Xong rồi lấy cái chân ở đây. Dưới 10 triệu nha các bạn. Trời ơi. Nghe cặp phục dưới 10 triệu. Nghe muốn não nề luôn. Nghe mệt không? Dưới 10 triệu một chút nha. Anh em đừng có nghĩ 2-3 triệu 2-3 triệu mới mua được hai cái ống này thôi. Chưa mua được cái cây này nha. Đó. Anh em thấy giá kinh khủng không? Nói giá luôn cho anh em. Để anh em tưởng nó rẻ. Dưới 10 triệu. Gần 10 triệu rồi. Ok. Một cặp duy nhất. Bạn thấy không? Lấy cũng không dám lấy nhiều nữa. Lấy ít lấy nhiều. Biết bán được hay không các bạn. Dành cho anh em nào mà dậu xe cộp mới lên cặp này các bạn. Một cặp duy nhất. Mình còn một con DD ở trong nhà nữa. Nhưng mà chưa có khoe. Tại vì cái con nó chưa dọn xong. Chờ mà dọn xong mới khoe rồi. Con đó như xé thùng luôn. Rồi. Anh em có nhu cầu lấy cặp phục DD thì anh em liên hệ số điện thoại cho mình giúp mình nha. Phương thức mua hàng những em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp mình shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản đâu bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Anh em có nhu cầu lấy cặp DD giá vừa vừa. Ok, có cặp vừa vừa cho anh em luôn. Đây. Giá vừa vừa các bạn. Giá nhẹ đủ để anh em chơi được. Còn này là xé thùng rồi, xé bình. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Anh em có nhu cầu lấy mua linh kiện phụ tùng lên xe cấp thì nhớ gọi trực tiếp số điện thoại cho mình giúp mình. Phương thức mua hàng những em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản là bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý, chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Chuyển tiền trước ship hàng sau không ship code. Tất cả mọi sản phẩm bên shop của mình chuyển tiền trước nhận hàng sau không ship code. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video của chúng tôi sẽ cấp hàng ngày.